voices in my head know me, call me. I will be restless. Somehow they chose me. Cái thứ hai, cái loại cổ phiếu thứ hai gọi là cổ phiếu có tài sản ngầm, tức gọi là net net. Thực ra mọi người biết đến Warren Buffett với những cái thương vụ rất là lớn như là Coca-Cola, Gillette hay là Geico, đúng không ạ? Thế nhưng mọi người lại chưa, có thể là ở đây ít người biết là ở cái thời gian đầu, những năm mà ông ấy gọi là 22 đến 26 tuổi, rất trẻ ở độ tuổi của như là mình với các bạn, thì ông ấy đã có những cái thương vụ gọi là mua lại những cái doanh nghiệp mà có tài sản ngầm lớn như thế này. Thì các bạn có thể thấy là net net nó là một cái dạng cổ phiếu gọi là có giá trị tài sản thanh lý lớn hơn thị giá, đúng không? Ví dụ như là mình là một cổ đông chẳng hạn, mình đến mình nhìn cái phòng họp này, đúng không? Mình định giá nó khoảng một tầm, tức là mình bán tất cả những cái tài sản trong này đi, mình thấy nó có giá khoảng 100 triệu. Thế nhưng ở trên thị trường hiện tại là nó đang có giá khoảng một tầm 50 triệu thôi, đúng không? Thì rõ ràng là khi Warren Buffett nhìn thấy cái điều đấy là ông rõ ràng là ông ấy mua đến cái mức gọi là kiểm soát luôn cả cái doanh nghiệp đấy, tức là ông mua khoảng trên 51% để kiểm soát cái doanh nghiệp đấy, tức là kiểm soát cả cái công ty này luôn. Và ông ấy quyết định là ông ấy bán công ty đi, sau đó ông mua lại công ty, sau đó ông thanh lý bớt những tài sản, đúng không? Trả hết nợ, sau đó là ông bán lại một cái doanh nghiệp đấy với cái giá cao hơn rất nhiều. Đó, đấy là cái thời gian đầu của Warren Buffett. Thì nổi tiếng đấy là những cái case như là Dempster Mill hay là Savon Mark. Thì ví dụ như là các bạn có thể thấy là nhiều thằng như là họ có rất nhiều tiền mặt. Ví dụ như là cổ phiếu của công ty chứng khoán Phố Wall chẳng hạn, trên thị trường hiện nay chẳng hạn, nó có rất nhiều tiền mặt luôn. Mà nếu mà chúng ta gọi là lấy tổng tài sản trừ đi tổng nợ, đúng không? Thì chúng ta sẽ ra một con số là lớn hơn thị giá rất là nhiều. Đó. Thì có rất là nhiều case như thế. Thì ví dụ như là các bạn có thể thấy những cái case như là hãng phim truyền hình Việt Nam vừa rồi, đúng không? Đây là cái công thức này, giá trị doanh nghiệp bằng tài sản đánh giá lại trừ đi tổng nợ này. Thì cái biên an toàn mọi người thường thấy là Warren Buffett mua với một cái biên an toàn nhất định, đúng không? Thì cái biên an toàn là ông ấy sẽ mua lại bằng 2/3 cái giá trị doanh nghiệp này. Tức là sau khi ông lấy tổng tài sản đánh giá lại nhé, ông trừ đi tổng nợ này, thì ông chỉ mua cái doanh nghiệp đấy trên sàn với cái giá bằng 2/3 cái giá trị này thôi. Tức là ông vẫn có một cái biên là 30% nữa để bảo toàn cái rủi ro cho cổ phiếu của mình. Đó. Thì đấy chính là cái biên an toàn của Warren Buffett. Thì đây là một, thực ra Warren Buffett là một cái người học trò rất là nổi tiếng của Benjamin Graham. Benjamin Graham thì là một cái người gọi là khai sinh ra trường phái đầu tư giá trị. Thì đây là thời kỳ đầu của Warren Buffett, là ông ấy chơi theo kiểu này. Thế sau tài sản ông lớn dần lên thì ông sẽ đánh theo cái kiểu hút hút, tức là của cái tăng trưởng. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn ở đằng sau này. Đây thì mọi người có hay đọc báo thì chắc là biết là cái thời gian vừa rồi thì là cái hãng phim truyền hình Việt Nam, đúng không? Một cái case về net net đó, để cái hãng phim truyền hình Việt Nam thời gian vừa rồi là nó tiến hành là IPO, đúng không? Có tin thoái vốn năm 2016. Thì thực ra cái hãng phim truyền hình Việt Nam này các bạn nhìn trông nó rất là cũ, đúng không? Làm ăn thì thua lỗ, đúng không? Chỉ cầm chừng thôi. Thế nhưng mà khi mà có cái tin là thoái vốn ra thì tại sao rất nhiều nhà đầu tư là họ lại quan tâm đến cái hãng phim truyền hình Việt Nam? Đúng không? Thì rõ ràng là các bạn biết là ai mà đi qua cái khu Tây Hồ, đúng không? Thì sẽ nhìn thấy là cái mảnh đất mà hãng phim truyền hình Việt Nam này sở hữu là rất là đắc địa, đây là đất vàng luôn. Thì tất cả những nhà đầu tư khi mà họ mua cái hãng phim truyền hình Việt Nam này, họ cũng hướng đến cái bốn cái mảnh đất vàng này. Nó còn có cả ở số 6 Thái Văn Lung, quận 1 nữa. Đất ở quận 1 thì các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn biết rồi. Thậm chí nó còn đắt không kém gì đất ở Hà Nội, phố cổ luôn, đúng không ạ? Thì rõ ràng là họ khi nhà đầu tư họ nhảy vào, họ không nhìn vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh của cái doanh nghiệp đấy, mà họ nhìn vào cái mảnh đất vàng mà
các cái người Việt Nam này họ họ nhìn thấy họ đang sử dụng đúng không ạ?